Ngày hôm nay thì An Đông sẽ giới thiệu cho khách hàng sự khác biệt giữa việc là dùng chai tăng dính của 3M Primer 94 và không dùng khi mà dán băng dính. Bên trái này sẽ là không không dùng primer và bên phải thì An Đông sẽ test thử bằng dùng primer. Về cái chất tác dính này, các bạn chỉ dùng khăn hoặc là hoặc là tăm bông đều được. Đấy, An Đông đổ thẳng trực tiếp vào đây. Sau đó thoa đều một góc này. Đó, đây là chỗ mà đã có xử lý dung môi nhé. Cái chai tăng dính này các bạn bôi lên bề mặt nhé, chứ không bôi lên băng dính đâu ạ. Khuyến nghị là bôi lên bề mặt chứ không bôi lên băng dính. À, bên này An Đông sẽ dán thử một miếng. Không có primer. Còn bên tay phải thì An Đông sẽ dán một miếng đã được bôi chất tăng dính lên rồi. Đó, sau khi bôi khoảng 1 đến 2 phút, bề mặt nó khô lại thì bắt đầu mình tiến hành dán băng dính vào vị trí mà mình đã bôi. Đợi một chút nhé để xem kết quả. Đây, sau khi mà chờ bôi dán đã hoàn chỉnh thì chúng ta tiến hành test thử. Bên trái là không có primer này, bên phải là có primer này. Chúng ta cùng giật thử. Đó. Cùng một lực nhé. Đấy. Bên có primer lực nó sẽ bám dính chắc hơn. Đấy, giật khó ra hơn. À, bên phải. Đấy là sự khác biệt giữa có dung môi tăng dính và không có dung môi tăng dính. Thế nên là An Đông luôn khuyến nghị khách hàng nên mua chai tăng dính khi mà kết hợp dán băng dính để cho lực nó sẽ được tốt hơn.